Cảnh xin chào tất cả cô chú bác anh chị mình nha. Hôm nay Cảnh sẽ tiếp tục chia sẻ đến cho tất cả cô chú bác anh chị mình á, biết thêm một cái cách để khi mình vú những cái trái bơ nhanh chín nhất nha, và nó chín đều nha. Thì hầu hết mình mua bơ về thì nó còn sống, đây còn nguyên cuốn, và mình đang hái vô cái cuốn còn xanh như thế này. Thì mình muốn làm cho bơ mình nó chín đều và nó không bị sượng, thì hay Cảnh mời cả nhà mình theo Cảnh để mình biết thêm, để mình cắt dưa vú ba phần bơ cho nhanh chín nha, và chín nó đều nha, chứ không phải mà chín chỗ không nó bị sượng nha. Thì còn làm cách nào đây, trước tiên á chuẩn bị cho Cảnh một cái thau, rồi mình sẽ cho một ít lượng nước vô đây nha. Thì tiếp theo mình sẽ cho vô đây 2 muỗng muối nhỏ nha. Phần này thì mình sẽ phải đều tan 3 phần muối này ra nha. Thì phần muối này để Cảnh làm là Cảnh sẽ loại bỏ những cái tạp chất nằm ở trên cái bề mặt trái bơ nè. Khi mình hái vô á thì những con rầy hay gì đó nó sinh sản ở trên đây, và mình phải cần loại bỏ nha. Hoặc mình ở mua ở chợ đem về cũng như thế luôn, thì mình cần phải loại bỏ những cái tạp chất nằm nó bám trên cái phần ngoài vỏ bơ này. Mình sẽ rửa cho nó sạch nha cả nhà. Thì hầu hết á Cảnh cũng biết á, là những cô chú bác mình bán bơ không bao giờ chỉ cho mình biết cái cách để mình vú bơ cho nó chín như thế nào để cho nó không bị sượng. Thì cái cách này á, là của những cô chú bác mình á, hay bán bơ á. Thường người ta bán bơ về người ta chỉ ngâm qua như thế này rồi người ta sẽ đem lên người ta chảy ra ta bán để cho nó chín từ từ, còn mình ăn mình bắt buộc mình phải đem đi vú nha. Thì bây giờ bán phần bơ này Cảnh sẽ loại bỏ sạch hết rồi, thì Cảnh sẽ rửa qua với phần nước sạch lại nha. Sau khi mình rửa qua phần nước sạch rồi thì mình sẽ cho vô một lượng nước nữa nha, mình cho nó ngập bằng mặt cửa trái bơ nha cả nhà. Sau khi mình cho một lượng nước vô nó mới ngập bằng trái bơ như thế này, thì cả nhà mình kiếm cho Cảnh một cái vật dịch gì nặng mình sẽ dằn xuống nha. Đó. Thì mình dằn xuống như thế này để cho cái phần bơ của mình đó, nó thấm đều dưới nước nha. Và sau đó Cảnh sẽ chia sẻ tiếp cho cả nhà mình thêm một cái cách nha. Thì cái này á mình ngâm để cho Cảnh trong đúng 2 tiếng nha, rồi mình sẽ đem ra vớt ra, mình sẽ đem đi vú bơ nha. Sau khi thời gian 2 tiếng thì Cảnh sẽ lấy cái phần bơ này ra nha, và Cảnh sẽ đổ qua cái phần nước này đi. Rồi sau khi phần bơ mình như thế này, kiếm cho Cảnh một miếng vải cũng được, và lấy một miếng khăn giấy như thế này cũng được nha. Thì mình sẽ lau cái phần bơ mình ra cho nó khô nha. Thì sau khi cái phần bơ mình đã lau sạch khô nước như thế này, thì cô chú bác anh chị mình có thể mình lấy một cái miếng giấy báo hay một miếng giấy tập gì đó để mình quấn vòng tròn trái bơ lại, mình đem đi vú nha. Còn riêng Cảnh thì không có quấn lại, mà Cảnh sẽ cho thẳng vô trong cái thùng gạo của mình á, bao gạo gì của mình á, thì mình cứ nhét vô trong gạo cực kỳ nhanh chín, và thứ hai nữa nó sẽ chín đều nha. Tại vì chín đều là do mình ngâm trong nước đấy cả nhà, cho nó mềm đi cái phần vỏ ngoài này nè. Đó, phần bơ của mình nó sẽ chín và nó sẽ không có bị sượng, chín đều luôn. Thì bây giờ Cảnh sẽ cho vô một cái thùng gạo của Cảnh để vô nha. Thì cái phần bơ này Cảnh sẽ nhét vô trong cái thùng gạo như thế này. Đó. Thì cả nhà mình cứ cho vô thùng gạo cho Cảnh ra, thì mình lấy làm cách này trong vòng 2 ngày bơ mình đã chín nha. Thì bây giờ bơ của Cảnh thì nó mới hái vô nó còn sống rồi cả nhà, nên đó mình vú như thế này. Đó, thì mình cho vô cái thùng gạo của mình như thế này để mình vú bơ của mình chín nhanh nha. Còn không thì mình không cho vô thùng gạo, thì mình có thể mình lấy một cái giấy tập hay là giấy báo gì đó
mình quấn chặt lại cho thanh da tròn mà mình để nơi thoáng mát nha. Còn riêng cảnh thì không lấy giấy rồi cảnh quấn, và cảnh sẽ cho thẳng vô cái lơ cái thùng gạo như thế này, bơ của mình chín nhanh. Thì những cái cách giấu bơ, vú bơ nhanh chín mà nó không bị sượng thì cái cách này để mình vú bơ cực kỳ đơn giản luôn và nó hiệu quả 100% luôn. Thì cô chú bác anh chị mình có xem kênh cảnh có thấy hữu ích và mến kênh cảnh cho cảnh xin một like và một lượt đăng ký nha. Nhớ bật chuông để nhận video kế tiếp của cảnh nha. Rồi cảnh chào tất cả cô chú bác anh chị mình nha. Hẹn gặp lại video sau nha.